có một cái cây mi đây là cái thời ở xóm này họ cỡ là cái thời ông ngoại tới tới mười mấy 90 tuổi là có cây mi rồi, nhưng mà xét cây mi đây có cái miếu này, từ cái đường đây họ mất mở đây nè. Đây thì Kiệt sẽ quay về cái cây mi này, à cái nhà thấy không, cây mi đây cũng lâu rồi mọi người. Nhưng mà cây mi này là người ta bảo là bằng đêm á, buổi tối á thì cũng không ai dám đi á. Hiện tại bây giờ do là cái đường đi họ cũng mất mở nè, là có cái cây mi này. Lịch sử thì người ta bảo thì cái cây mi làng nó kinh khủng vô. Cái đường đây là đường mất mở đây thôi, đây phía trước đây là có nhiều dòng nữa. Quay mà lạnh xuống lưng luôn, lâu cái cây cũng lâu. Đây tiếp theo sẽ quay lại cây miếu sát gì nè. Chắc người ta làm đường nên là người cái gốc người mà quế trời luôn.